OK, xin chào tất cả mọi người đã đến với cái video bản tin thị trường của Hoàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3 2022. Thì ngày hôm nay nội dung chính trong video bản tin thì Hoàng sẽ đánh giá lại cái thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày thứ 2, ngày 7 tháng 3 2022. Thì chúng ta thấy là thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nhìn chung thì tương đối là bị rung lắc. Khi mà chúng ta thấy là cái đà rung lắc thì nó diễn biến bắt đầu từ giai đoạn phiên chiều nó mở, thì chúng ta thấy là chỉ số bị đạp rung lắc rất là mạnh, và chúng ta thấy là đóng phiên thì chỉ số đóng dưới khu vực 1500, giảm 6,28 điểm. Nhìn chung thì ngày hôm nay mất 1500 là một yếu tố tương đối là tiêu cực. Tuy nhiên để đánh giá tổng quan hơn thì chúng ta cũng phải đánh giá từng cái nhóm ngành ở bên trong để chúng ta rút ra được cái chính xác nhất nha, những cái yếu tố chính xác nhất mà mọi người có thể là chúng ta gì chú ý được. Nhìn chung thì thị trường sơ qua trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là về mặt thanh khoản 31.000 tỷ thì nó cũng tương đối ổn nhá. Thanh khoản hiện tại thì nó đã được cải thiện hơn những cái phiên 20.000 tỷ rồi, thanh khoản tương đối ổn. Và chúng ta thấy là thị trường thì hiện tại thì chúng ta thấy là cái dòng tiền, cái đà tăng của cổ phiếu thì nó tiếp tục nó đến từ những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành chu kỳ hàng hóa thôi. Bởi vì những cái cổ phiếu chu kỳ hàng hóa thì đang được hưởng lợi bởi cái giá cả ở những cái nhóm hàng hóa nó tăng ở cái thị trường thế giới. Nguyên nhân là do đứt gãy nguồn cung từ chiến tranh làm đứt gãy nguồn cung nhá, chiến tranh giữa Nga Ukraine và ảnh hưởng đến toàn bộ giữa châu Âu nữa, thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó bị đứt gãy, như là phân bón này, chúng ta thấy là dầu khí này nó bị đứt gãy, thì những cái nhóm ngành hàng hóa này nó tăng rất là mạnh. Thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu trong nước nó cũng được hưởng lợi từ những cái yếu tố như vậy và nó tăng. Chúng ta thấy là nhóm sắt thép tăng này, và chúng ta thấy là nhóm ngành về dầu khí trong giai đoạn hiện tại tăng rất là mạnh, cả về dầu cả về nhóm ngành khí thì chúng ta tăng rất là mạnh. Thậm chí hôm nay chúng ta thấy những cái cổ phiếu dầu khí như là BVC hay là BVD hay là CNG, khí CNG, và chúng ta thấy những cổ phiếu này tăng, thậm chí là tăng trần rất là mạnh. Ngoài ra chúng ta thấy nhóm ngành phân đạm thì liên quan tới dầu khí và liên quan tới cái giá phân bón ở thế giới nó bị đứt gãy nguồn cung và giá phân bón nó tăng, thì những cái cổ phiếu phân đạm này đặc điểm của nó là tính đầu cơ rất là cao, và khi những yếu tố mà nó thể hiện ra cái trước mắt cái giá phân bón tăng như vậy thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu này nó tăng rất là mạnh, cầu vô rất là mạnh và nó trần rất là dễ. Chúng ta thấy là trong cái nhóm ngành nó trần hết, bốn con trần hết. Thì ngoài những cái cổ phiếu hàng hóa ra thì chúng ta thấy là hôm nay những cái cổ phiếu thuộc những cái nhóm ngành như là đầu tư công, đá xây dựng gì đó, chúng ta thấy nó cũng có cái sự xanh trở lại. Nhìn chung thì những cái cổ phiếu, ngoài những cái cổ phiếu hàng hóa ra thì chúng ta thấy là các cái nhóm ngành còn lại thì nó có cái sự điều chỉnh, và sự tăng giá thì nó cũng không đáng kể. Điều chỉnh thì điều chỉnh nhẹ 1-2%, tăng giá thì cũng chỉ 1-2% thôi. Bởi vì chúng ta thấy là cái dòng tiền 31.000 tỷ này thì nó chủ yếu nó đến từ các cái cổ phiếu, nó tìm đến những cái cổ phiếu, chúng ta hiểu dòng tiền thông minh mà, nó tìm đến những cái cổ phiếu hàng hóa thôi. Nhá, còn hiện tại thì để mà chúng ta đầu tư được ở những cái nhóm ngành khác thì ít nhất là chúng ta phải chờ. Chúng ta có thể là mua giai đoạn hiện tại, chúng ta chờ những cái dòng tiền mà khi họ chốt lời ở những cái cổ phiếu chu kỳ hàng hóa này thì họ sẽ nhảy sang cái những cái cổ phiếu cơ bản ở những nhóm ngành khác, thì những cái nhóm ngành đấy nó mới tăng được. Thì thị trường chứng khoán là chúng ta thấy là nó chỉ biến động giữa cung và cầu thôi nhá. Thì chúng ta thấy là cầu mạnh thì đương nhiên là nó tăng nhá, cầu mạnh đương nhiên là tăng. Còn cầu yếu, đúng không ạ, cầu yếu nó không vào, nó tìm đến những nhóm ngành khác thì đương nhiên là cái nhóm ngành đấy nó sẽ giảm rồi nhá. OK, thì thị trường hiện tại như vậy, nó chỉ có cái cục gần 30.000 tỷ này và xoay đều giữa các cái nhóm ngành hàng hóa giai đoạn hiện tại thôi. Nhìn chung thì giai đoạn hiện tại chỉ có nhóm ngành hàng hóa là nó có cái sự tăng rất là tuyệt vời. Còn về mặt thị trường thì hoàn thấy là ngày hôm nay cái sự giảm điểm thì nó cũng bị ảnh hưởng tương đối lớn đến từ những cái cổ phiếu dòng họ VIN như là Vinhome ngày hôm nay giảm 2,2%, VRE giảm 2,5% và VIX giảm 0,6%. Ngoài ra có Novaland nữa, thì những cái cổ phiếu lớn, vốn hóa lớn như thế này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái chỉ số chung, nhá, điểm số chung, và nhóm ngành ngân hàng nữa cũng như là chứng khoán nữa ngày hôm nay cũng giảm điểm. Nhìn chung ngân hàng giai đoạn hiện tại Hoàng đánh giá thì nó tương đối là nó yếu nhá, nhóm ngành ngân hàng thì Hoàng đánh giá là tương đối yếu. Những cổ phiếu giai đoạn vừa qua như là chúng ta thấy là CTG này, chúng ta thấy là gì, sau khi giảm mạnh vào phiên ngày 2 tháng 3 giảm gần 4% thì chúng ta thấy cái đà phục hồi của nó tương đối yếu, vốn rất là thấp, hay là Liên Việt cũng vậy nhá. Những cái cổ phiếu này sau phiên gãy ngày thứ 5 ngày 2 tháng 3 thì chúng ta thấy là cái đà phục hồi trở lại nó rất là yếu, cái dòng tiền nó không vàng nhá. Thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu ngân hàng hiện tại chúng ta thấy là tương đối xấu
nó xấu nhé. Ngay cả TPBank giai đoạn hiện tại chúng ta thấy là ngày hôm nay nó cũng bị gãy khỏi những cái vùng nền tích lũy của nó, thì mình thấy là không ổn, ngày hôm nay áp lực bán rất là lớn nhá. Thì chúng ta xem TPBank những cái phiên sắp tới nó sẽ quay trở lại cái vùng nền nhá, vùng nền 40 42 này hay không. Nếu mà nó không quay lại thì nó tương đối là nó rủi ro nhá, còn giờ nó quay lại thì nó sẽ ổn trở lại nhá. Giống như là cái phiên này chúng ta thấy là gì, sau đó nó kéo trở lại nhá, hay là phiên này sau khi gãy thì chúng ta thấy là kéo trở lại nhá. Còn giai đoạn hiện tại chúng ta phải quan sát kỹ thôi nhá. Biểu hiện hiện tại thì đối với TPBank là rất là xấu, nhưng mà chúng ta đánh giá giai đoạn hiện tại chúng ta chờ xem những cái phiên sắp tới nó có kéo lại hay không nhá. Nhìn chung nhóm ngành ngân hàng chúng ta thấy là những cái cổ phiếu sau phiên gãy ngày thứ năm của cái tuần trước thì chúng ta thấy là nó hồi trở lại, nó rất là yếu nhá, thì hôm nay nó lại tiếp tục nó bị bán nhá. Thì nhóm ngân hàng giai đoạn hiện tại chúng ta thấy là rất khó để chúng ta đầu tư để chúng ta kiếm được cái lợi nhuận nhá, thì anh chị hạn chế. Hôm nay chúng ta thấy nhóm ngành chứng khoán thì ngoài SSI ra còn giữ được sắc xanh rất là tốt, thì chúng ta thấy là VND này, SHS này, rồi chúng ta thấy là SBS này ngày hôm nay cũng có cái sự điều chỉnh trở lại nhá. Nhìn chung thì thị trường nhóm VN30 hoàn thấy giai đoạn hiện tại tương đối yếu, thì anh chị chúng ta chưa nên vội đầu tư ở những cái cổ phiếu thuộc hai cái nhóm ngành tài chính này nhá, hai nhóm ngành tài chính này. Ok, thì về mặt cổ phiếu, về mặt thị trường là như vậy. Còn thị trường giai đoạn hiện tại hoàn thấy là gì, cái dạng của nó thì nó sẽ tích lũy thôi, nó tích lũy, và nếu mà tiền yếu quá thì nó sẽ có những cây rủ bỏ, và tại những cây rủ bỏ này thì chúng ta canh mua thôi và sau đó nó sẽ kéo trở lại. Nếu kéo trở lại mà chúng ta thấy là cái dòng tiền nó không vô mạnh thì đương nhiên nó sẽ gãy. Giá giai đoạn hiện tại thuần là như vậy. Đây anh chị thấy giai đoạn 12 sau khi tích lũy nền nó có những cái cú gãy, sau đó lại kéo lên tiền không đủ lại rơi xuống nhá. Giai đoạn hiện tại là thuần như vậy. Nếu giai đoạn hiện tại có những cái cây gãy nó điều chỉnh trở lại thì anh chị cứ mua vào cho hàng nhá, cứ mua vào cho hàng. Nhìn chung là như vậy. Ok, về mặt thị trường là như thế. Còn về các cái cổ phiếu thuộc nhóm hàng hóa như là nhóm ngành về phân đạm đi, thì do hiện tại nó cực kỳ những cái cổ phiếu này do hiện tại cực kỳ mạnh, thì ủng hộ nó được gì, hưởng lợi từ những yếu tố vĩ mô, yếu tố giá phân bón tăng, giá dầu tăng. Thì chúng ta thấy là như là DCM, DBM này hiện tại rất là đẹp nhá, cầu vô vẫn rất là mạnh nhá. Thì anh chị có hè thì chúng ta cứ giữ thôi. Mua mới thì nó về kỹ thuật thì nó sẽ không có điểm mua đâu nhá, không có điểm mua đâu. Ồ, thì anh chị lưu ý cho hàng nhé, mặc dù rất là mạnh nhưng sẽ không có điểm mua nhá. Có thể ngày mai ngày kia có thể tăng tiếp, nhưng mà chúng ta hiểu là nó có thể một ngày nào đó nó úp bồ thì chúng ta không thể biết được. Như đích đúng không ạ, đích giai đoạn trước thì Hoàng cũng đã nói cho anh chị rồi nhá, mua đúng điểm. Tại sao lên những vùng 80-90 Hoàng không cho anh chị mua nhá, và khi mà đổ mọi chúng ta không chịu nổi nữa thì bắt buộc đến những lúc chúng ta mua vàng, Hoàng cho mua vàng, thì đương nhiên chúng ta thấy là sau đó nó bị gãy và chúng ta lỗ rất là nặng. Thì nhóm phân đạm hay những cái cổ phiếu khác thì nó cũng vậy thôi, chúng ta thấy tăng rất là mạnh đúng không ạ, nhưng mà liệu cái điểm mua của chúng ta nó có an toàn hay không, đấy là những cái câu hỏi mà anh chị của chúng ta cần đặt ra nhá, cần lưu ý. Hay là chúng ta thấy là BVC cũng vậy, nó cũng không còn điểm mua cho anh chị. Một cổ phiếu mà tăng từ nền lên 80% và tăng những đứng thì nó sẽ không còn những cái điểm mua an toàn cho mọi người nữa, thì mua chiều mua sẽ rất là khó nhá. Như là BVC này, mặc dù thấy cái lực cầu vô nó vẫn rất là tốt, áp lực bán thì không còn nữa. Phiên ngày hôm thứ hai thứ sáu thì nó đã thanh lọc bớt rồi. Hiện tại thì những cái cổ phiếu dầu khí như là BVC họ thấy cầu vô rất là mạnh, nhưng mà điểm mua sẽ không có đâu. Rồi nhóm ngành về BVD, dầu khí BVD thì sau ngày hôm thứ sáu nó quay lại lấp gáp nhá, thì rất là may ngày hôm nay nó phục hồi trở lại nhá, phục hồi trở lại thì rất là may nhá. Nếu mà ngày hôm nay nó giảm đỏ thì phải nói là BVD đoạn này rất là xấu nhá, nhưng mà rất tuyệt vời ngày hôm nay nó tăng trở lại nhá. Đối với BVD thì mình thấy là đối với BVD nó tương đối ổn rồi nhá. Rồi BVS cũng vậy, BVS mình thấy là do là hiện tại mình thấy cái lực cầu vô múc rất là mạnh nhá, lực cầu chủ động vô vẫn mua rất là mạnh. Thì chỉ có những cái cổ phiếu này chúng ta cứ giữ thôi, hay là BSR này. Rồi BSR ngày hôm nay cũng tăng rất là tích cực nhá. Tuy nhiên BSR thấy là tương đối yếu nhá, tương đối yếu so với những cái nhóm ngành của nó, so với những cái cổ phiếu cùng nhóm ngành của nó. Thì đặc điểm BSR là chúng ta thấy là nó đánh như vậy nhá, nó tăng phải nói rất là chậm nhá, tăng rất là chậm, nhưng mà nó bền. Bù lại thì cái rủi ro chúng ta thấp thôi nhá. Rồi chúng ta thấy là nhóm ngành sắt thép ngày hôm nay Hoàng cũng thấy áp lực chốt lời vào giai đoạn cuối phiên. À nhá, thì thuần đối với Hòa Phát thuần thấy là hiện tại những giai đoạn tới thì nó vẫn có thể tăng được nhá. Nhìn chung ngày hôm nay còn thấy các cái room nó hô thì nó gặp áp lực bán cuối phiên thôi. Hòa Phát ổn nè. Rồi Nam Kim vùng này còn thấy cũng tướng độ nhá nhá, nhưng mà vùng này thì Hoàng khuyến nghị mọi người nên chốt lời bớt hàng đi nhá, không cần phải chốt hết, nhưng mà chúng ta chốt lời dần, vì chúng ta thấy là nó chỉ trong 2 tuần thôi mà chúng ta thấy là tăng rất là tích cực.
tăng gần 70%, chúng ta thấy tăng hơn 70% chỉ trong 2 tuần. Đó, thì chúng ta thấy là nếu anh chị nào chúng ta nắm hàng từ những cái vùng dưới rồi thì nên cân nhắc chúng ta chốt lời nhá, nên cân nhắc chúng ta chốt lời. Nhìn chung thì nhóm sắt thép ngày hôm nay bị bán, hoa sen. Hoa sen thì hoàn thấy áp lực bán nó lớn hơn, nhá, áp lực bán nó lớn hơn. Hoa sen áp lực bán lớn hơn. Hòa Phát, Nam Kim thì áp lực bán nó bé hơn. Bé hơn. Nhìn chung thì nhóm sắt thép là như vậy. Anh chị có thể xem xét chúng ta chốt lời một ít nhá. Hòa Phát thì không cần, còn Hoa Sen hay Nam Kim thì anh chị có thể xem xét chúng ta chốt lời được. Còn nhóm ngành về đặc biệt là nhóm ngành về bất động sản này, thì nhóm ngành bất động sản hiện tại thì chúng ta phải chờ nhá. Như là hiện tại nhóm ngành bất động sản và đầu tư công thì chúng ta phải chờ khi mà cái dòng tiền nó chốt lời ở những cái cổ phiếu như là nhóm sắt thép hay là dầu khí, đặc biệt là những cái cổ phiếu nói chung là cổ phiếu chu kỳ hàng hóa đi. Thì sau khi nó chốt lời thì dòng tiền này nó mới tìm tới những cái cổ phiếu như là đầu tư công hay là bất động sản thì nó mới tăng được. Nhìn chung bất động sản ngày hôm nay điều chỉnh hết sức bình thường, điều chỉnh chỉ giảm từ 1-2%, họ thấy là tương đối bình thường. Những cái cổ phiếu như ITA này anh chị thấy là giảm chỉ có tí trong phiên ngày hôm nay thôi, vô nó rất là nhỏ đó, thì chúng ta không cần quá lo lắng đâu. ITA này rồi hay là SCR ngày hôm nay cũng có cái sự điều chỉnh trở lại cái vùng 22 nhá, nhưng mà họ thấy là tương đối ổn nhá. SCR rồi chúng ta thấy là hôm nay Sam, đúng không ạ, Sam cũng bị điều chỉnh nhẹ 0.75% nhá, vốn tương đối nhỏ nhá. Thì do là hiện tại thì cổ phiếu bất động sản nó điều chỉnh nhẹ thôi, anh chị không cần quá lo lắng đâu nhá. Thì chúng ta đầu tư ở những cái cổ phiếu, không riêng gì những cái cổ phiếu bất động sản mà những cái nhóm ngành như là đầu tư công chẳng hạn nhá, đầu tư công chẳng hạn hay là cảng biển chẳng hạn, thì chúng ta phải chờ cái dòng tiền nó chốt lời ở những cái cổ phiếu hàng hóa nóng giai đoạn hiện tại như là dầu khí, sắt thép nhá, thì nó cái dòng tiền đấy mới nó mới qua nó kéo được ở những cái cổ phiếu này nhá. Nhìn chung là như vậy. Ok, thì thị trường tổng quan là những cái cổ phiếu đấy cho mọi người để chúng ta có được cái tầm nhìn cũng như là cái chiều mua bán dự ở các cái nhóm ngành cho tất cả mọi người sơ qua như vậy. Ok, thì video ngày hôm nay của Hoàng thì nó chỉ đến đây thôi. Nhìn chung thì thị trường giai đoạn hiện tại thì nó cũng không có nhiều yếu tố mà chúng ta đánh giá, nhiều cái yếu tố mà chúng ta đánh giá sâu đâu. Tóm lại là dòng tiền nó chỉ có cục đấy và nó xoay đều giữa các cái nhóm ngành. Hiện tại thì nó đang xoay đều ở những cái nhóm ngành hàng hóa. Hàng hóa nhá, thì nhóm ngành này thì chiều giữ thì anh chị vẫn cứ giữ, còn chiều bán thì chúng ta chiều giữ thì anh chị vẫn cứ giữ thôi, còn chiều mua thì nó tương đối là nó chơi vơi. Những cái điểm mua thì nó không phù hợp về cái mặt kỹ thuật, nó tương đối là rủi ro nhá, nhưng mà đà tăng của nó vẫn rất là tuyệt vời, đặc biệt là nhóm ngành dầu khí và phân đạm cầu vô vẫn rất là tuyệt vời. Nhóm sắt thép thì bắt đầu nó gặp những áp lực chốt lời rồi. Ngày hôm nay còn thấy là tăng đầu phiên nhưng mà cuối phiên bị bán lại trở lại thì nó cũng tương đối nhá. Thì anh chị có hàng ở nhóm sắt thép thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt lời được. Riêng Hòa Phát thì không phải chốt. Ok, thị trường thì nhìn chung thì nó cũng như những giai đoạn trước đó, là gì, nó chỉ có một cục tiền và nó kéo đều giữa các nhóm ngành thôi. Ok, thì anh chị nào chúng ta cần những cái điểm mua điểm bán thì chúng ta có thể là vô room này. Ngày hôm nay có mua Nam Từ Liêm này, đúng không ạ, Nam Từ Liêm, cho khách hàng mua Nam Từ Liêm thì Nam Từ Liêm ngày hôm nay cũng tăng rất là tích cực, gần 4%. Nhìn chung Nam Từ Liêm tại hiện tại rất là ok. Thì anh chị nào có nhu cầu mua những cái room khách hàng này thì có thể là liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía màn hình để chúng ta mở cái tài khoản bên VVS để vô những cái room khách hàng. NAV yêu cầu là trên 100 triệu nhá. Thì anh chị nào có nhu cầu liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía màn hình. Thì video ngày hôm nay đến đây kết thúc, thì anh chị đi qua cho Hoàng nút like, và ai chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh và mở chuông thông báo. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.